Xin chào các bạn, đây là mẫu cửa đi xếp trượt 3 cánh hệ 63 Sinfa nhập khẩu, sử dụng phụ kiện kim long chính hãng. Cửa xếp trượt thường một bên sẽ 3 cánh và rồi một bên xếp trượt thì thường làm cho những bộ cửa có kích thước lớn, có thể làm số lượng cánh lên rất là nhiều. Ba cánh, bốn cánh, năm cánh, sáu cánh, bảy cánh, tám cánh và có thể lên tới 18 cánh.